Quy tắc 7 cá giúp cha mẹ nhận ra một bài học quý giá. Khi nói về hoàn cảnh sống, điều kiện sống thì chúng ta đều hiểu rằng là mỗi một đứa trẻ sẽ có những cái hoàn cảnh, bối cảnh sống hoàn toàn khác nhau. Cho dù con sống ở bất cứ một hoàn cảnh gia đình như thế nào, dù cha mẹ có cao sang hay không thì chúng ta luôn luôn là những người cha mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào con. Muốn con tuân theo những cái quy tắc riêng của mình, có thể chỉ đơn giản là vì mong con được an toàn, mong con giỏi giang và để sau này cuộc sống của con dễ dàng có được những hạnh phúc hơn, có được những cái điều mà con mong muốn, mà chúng ta lại không hề nghĩ rằng con đang mất đi nhiều cơ hội để khám phá thế giới bên ngoài. Và một điều quan trọng hơn nữa là con phải khám phá ra thế giới nội tâm bên trong của con. Con tìm ra những cái nguồn nội lực mạnh mẽ của chính bản thân mình. Nếu như đứa trẻ luôn luôn đạt được những kỳ vọng của cha mẹ, con hoàn thành tốt những cái điều cha mẹ mong muốn, vậy thì đứa trẻ thiếu đi sự sáng tạo, cũng như con thiếu đi những cái cơ hội để thực hiện những điều mình mơ ước. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ câu chuyện về quy tắc bể cá dưới đây, và nó sẽ giúp cha mẹ chúng ta nhận ra được những bài học mà vô cùng quý giá trong việc nuôi dạy trẻ. Câu chuyện thì có một người nuôi cá. Lúc đầu thì anh ta thả cá vào một cái bể nhỏ. Sau một quãng thời gian thì cá không lớn, và anh ta cho rằng cá không lớn được, đây là loại cá không lớn. Rồi cho đến một hôm thì do lỡ tay anh ta làm vỡ cái bể cá đó, anh ta mang những chú cá nhỏ đó thả ra ao, và sau một thời gian, kết quả là những chú cá nhỏ tưởng là không lớn nổi đó đã có cơ hội để phát triển và thực sự phát triển nhanh chóng trở thành những con cá to hơn. Qua đây để nói về một đứa trẻ, nếu như hàng ngày con thụ động, con ngồi yên một chỗ, ngay lúc đầu thì cha mẹ nghĩ rằng là con là một đứa trẻ rất ngoan, hoặc cũng có thể do cha mẹ ép con, ví dụ như là con không được làm việc này, con không được làm việc kia. Và rồi ở những đứa trẻ thụ động, việc gì con cũng không làm được, vậy thì con có chỗ để xả những cái nguồn năng lượng của mình hay không? Con có cơ hội để tự do khám phá, tự do trải nghiệm ở những cái trò chơi trong cái lứa tuổi của mình, hoặc là những cái công việc mà con có thể làm giúp đỡ cha mẹ hay không? Đây chính là những đứa trẻ mà cha mẹ đang kìm hãm sự phát triển của con. Chúng ta nên nghĩ cái điều kiện sống ở ngoài kia, thế giới sau này của con cần có nhiều sự va chạm, cần có nhiều trải nghiệm, mà nếu như ngay từ khi nhỏ trẻ đã có rồi thì là một trong những cái bước tiến rất là vững vàng, giúp con có cơ hội để đứng vững trong giai đoạn trưởng thành của mình. Nếu cha mẹ luôn luôn mong muốn con thụ động, luôn luôn làm giúp con để con có được mọi thứ, con cũng từ đấy trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn. Đúng là con ngoan thật, nhưng cái ngoan đó của con sẽ không giúp ích cho bản thân con sau này. Đứa trẻ có sự sáng tạo, có chính kiến riêng, đấy mới là một điều mà giúp cha mẹ có thể yên tâm khi con bước ra xã hội, khi đứa trẻ tự lập. Vậy thì ngay từ khi con còn nhỏ, chúng ta hãy cho con có những cái trải nghiệm, cho con cơ hội học hỏi, có thể là qua trường lớp, qua bạn bè, qua cách giáo dục của cha mẹ, và cũng có thể là qua cái hoàn cảnh môi trường sống ở xung quanh con. Bản thân chúng ta cũng vậy thôi, để có được cái vị thế của ngày hôm nay, có thể trưởng thành, có thể vững vàng ở ngày hôm nay, thì chúng ta cũng phải từng bước qua những cái trải nghiệm qua mỗi giai đoạn khác nhau, và từ đó thì giúp chúng ta vững vàng hơn. Đứa trẻ cũng cần như vậy, con cũng cần phải một quá trình giúp con vững vàng. Khi con có sự tự tin vào chính bản thân mình, con mới có thể dễ dàng đạt được những điều mình mong muốn. Con mới dám có ước mơ cho chính mình. Và khi có ước mơ thì con cũng phải là người có sự vững vàng. Con phải đặt được niềm tin vào chính bản thân con. Và từ những cái niềm tin vào bản thân mình đó thì trẻ mới có thể hoàn thành ước mơ. Con mới có thể lớn lên trong sự trưởng thành của mình, cả về thể xác và những cái tố chất, những cái kỹ năng mà con cần phải có. Chứ không thể là để một đứa trẻ chỉ lớn lên về mặt thể xác, còn mọi điều trong tâm trí con thì vẫn còn là một đứa trẻ phụ thuộc vào cha mẹ. Qua câu chuyện trên thì tôi hy vọng rằng các bậc cha mẹ chúng ta sẽ nhận ra được những bài học cũng như là cách giúp đứa trẻ của chúng ta có cơ hội phát triển một cách toàn diện hơn, cho con một môi trường phát triển tốt và phù hợp với sự phát triển của con. Các bạn nhớ ấn follow kênh, bấm vào nút quả chuông để nhận được những video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.